Rồi hello, xin chào bà con, chào đại gia đình ố là la. Rồi ok, video clip ngày hôm nay Sơn Sàm nói về cái vấn đề quay xe nha quý vị. Rồi sẽ rất là bình thường nếu như một người khán giả nào đó họ quay xe, họ không ủng hộ thần tượng của mình nữa, đúng không? Đó là cái điều bình thường thôi, đâu có gì đâu nói nha. Đó, tuy nhiên ngày hôm nay Sơn Sàm gửi clip này đến mấy anh em YouTuber nha. Đó, những người làm mà YouTube, TikTok, Facebook rồi đó. Đó, những người mà đồng hành với Sơn Sàm cũng như là chị Hằng Anh Dũng trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay có nhiều người nhắn tin riêng hỏi là ồ, thấy chị Hằng sao, bây giờ thấy chị Hằng thế nào nào, thấy sao sao, hay là bây giờ mình dày ha. Rồi cũng có một vài anh em lên phát biểu nói là nếu như mà ngày 20 tháng 10 tới á, mà chị Hằng có nói gì mà đụng chạm đến Sư Minh Tuệ á, thì họ sẽ không ủng hộ chị Hằng nữa, bla bla nha. Rồi nhắc luôn cho mấy anh em nghe nè, đó, nếu như mấy anh em không ủng hộ chị Hằng nữa, không thích chị Hằng nữa thì có quyền im lặng ha. Mình im lặng, mình khóa kênh lại, hoặc là mình chuyển cái chủ đề khác, mình đi review đồ ăn này, mình làm này làm kia này ha. Chị Hằng cũng đâu cần đâu, chị Hằng không cần. Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao mà, chị Hằng đâu có cần. Chưa bao giờ chị Hằng lên tiếng là cần người này cần người kia nha quý vị ha. Đó, cho nên nhắc nhẹ mấy anh em vậy đi ha, đâu nhất thiết phải nói như vậy ha. Còn quay xe hay không thì mình cái vấn đề đó mình không nên nói lúc này, đặc biệt là những người yêu mến chị Hằng đó. Rồi tôi cũng nói thẳng luôn, tôi là một người rất là kính trọng Sư Minh Tuệ đó, và cũng rất là yêu thương chị Hằng đó. Nếu mà sắp tới chị Hằng có gặp cái gì ha, trục trặc gì đó, hoặc là có những cái phát ngôn này kia mà chị bị xử lý hay này nọ, tôi vẫn luôn đồng hành cùng chị nha, cũng vẫn là mình vẫn là ủng hộ bằng tinh thần, bằng cái tiếng nói, rồi hoặc là mình đến Đại Nam mình vô đó mình chơi nè, hoặc là mình ủng hộ những cái sản phẩm, những cái này cái kia đó. Rồi còn vấn đề Sư Minh Tuệ cũng vậy, nếu như trong cái drama sắp tới á, đó người ta có phanh phui hoặc là có những cái sự việc gì mà nó ảnh hưởng đến Sư Minh Tuệ á, thì tôi lúc nào cũng dành cho Sư Minh Tuệ một cái sự kính trọng nhất định nha. Đó, thầy là một người quá là tuyệt vời. Đó, chỉ có là những người khác người ta trà trộn vô, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy để người ta làm cái việc này việc kia thôi ha. Đó, mình phải vững cái lập trường, mình không có kiểu hai hàng, mình chạy tới chạy lui đó. Rồi mấy anh em á, cái ngày nào cũng mới chạy vô Đại Nam đây đó, cũng tặng hoa tặng ơ đồ ha, rồi cũng chụp hình với chị Hằng, rồi đem cái hình đó đăng lên trên mạng, câu view câu like bla bla các kiểu. Rồi ngày hôm nay mới chỉ là một cái câu như thế, chị Hằng phát ngôn một cái sự việc mà nó cũng chưa có xác định, nó cũng còn mơ hồ lắm, mà mấy anh em cứ là lên nói những cái lời mà tôi không có chấp nhận được, đúng không? À, bây giờ tôi nói thẳng luôn, chị Hằng không có cần nha, chị Hằng không có cần những người như mấy anh em đó đó nha. Đó, rồi bây giờ tôi cũng có một cái bài phân tích của một cái anh này ha, đó để thay lời muốn nói nha, rồi quý vị chúng ta nghe qua. Tao gửi thẳng những đứa fan bằng Nguyễn Phương Hằng nè, đặc biệt những đứa làm sáng tạo nội dung nè, những đứa viral trên các cái nền tảng xã hội nè, thường xuyên lên tiếng bảo vệ ủng hộ bằng Nguyễn Phương Hằng, bằng Nguyễn Phương Hằng Hải Đỉnh nè, tụi bay là fan nửa mùa nè, fan Thảo Mai, fan Dầu Đổ Bìm Leo nè, fan Thời Vụ nè, tao nói tụi bay nghe nè, tụi bay đừng có nói cái chuyện mà mọi người biết không, mấy ngày hôm nay rất nhiều đứa nghe, rất nhiều đứa mà làm mà lấy tiền trên các cái nền tảng xã hội á, up bằng Nguyễn Phương Hằng lên á, fan chính nghĩa này kia yêu thương bằng Nguyễn Phương Hằng, tung hô bằng Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Phương Hằng Hải Đỉnh để lấy tiền cày view hoặc là nhận booking bán sản phẩm này kia đó, nhắn tin cho mình nhiều lắm mọi người. Anh cái vụ này sao anh? Em thấy nó sao sao á, em thấy của nó mà cái mặt của nó sao sao anh, giờ vụ này sao? Tụi bay nghĩ đi, tụi bay nghĩ phan luôn đi. Qua đây qua cái cách của bà Hằng, cái cách làm này bà lọc được một mớ đứa như tụi bay, không biết cổ có tỉnh táo để cổ nhận ra không. Đây, ai theo dõi lâu cũng biết tôi luôn bên cạnh bà Nguyễn Phương Hằng, đúng chưa? Dù cổ có như thế nào tôi vẫn lên tôi khóc tôi cười cùng cổ. Đã bao giờ mọi người thấy mình mé cái chân tới Đại Nam với cổ ở đó chưa? Đã xin chụp với cổ tấm hình chưa? Đã muốn được gặp cổ chưa? Không có nhu cầu. Mình ngưỡng mộ họ là mình thích những cái việc họ làm, còn lại để cho họ làm ăn. Mình cũng có công việc để làm ăn của mình, mình còn cha già mẹ yếu phải lo, còn gia đình của mấy chục đứa nhân viên phải lo, không rảnh để coi như là bán theo ai hết. Thế thôi, để nói cho mọi người biết thế nào là yêu thương bằng những phân phương hành chân chính. Yêu thương chân chính á, là luôn dõi theo, nó không quan trọng cái khoảng cách địa lý, thời gian, miễn trong tâm tôi có bả, dù bả làm gì tôi cũng ủng hộ, bả sai thì tôi động viên, bả sai bị pháp luật xử lý miệng đời đay nghiến thì tôi động viên. Còn tụi bay bỏ cái kiểu mà coi như mà lúc bả còn thở còn thờ tụi bay tung hô, lúc bả vô T30 tụi bay im re, cái lúc bả ra là tụi bay mang hoa tới tặng, nước mắt rơi lã chả, tôi thấy tôi khó chịu vô cùng. Tao chỉ đến Đại Nam đúng mấy lần khi mà cô ngồi trong kia 2 năm mấy trời. Tao có đến Đại Nam bởi vì đó mới là người yêu mến thật sự. Tao đến để tao chiêm nghiệm lại cuộc đời của bả và cuộc đời của tao, và nhân sinh nhân tình thế thái trên cuộc sống này nó như thế nào, được chưa? Đó mới là yêu mến bả thật sự. Đã bao giờ tôi tung hô lên mãi đỉnh này kia chưa, suối bả làm này làm kia chưa? Tất nhiên cổ đủ cái trình để biết
của nên làm gì và không làm gì. Nhưng chính tụi bay, những cái fan thời vụ, những cái fan dựa vô bả để kiếm sống kiếm ăn, nhưng cuối cùng không giúp ích được gì cho bả, và thậm chí chỉ cần một cái phát ngôn lấp lơ lấp lửng lấp lo lấp ló của bả mà tụi bay quay lưng rồi tụi bay nhắn tin cho tao theo mấy cái kiểu như vậy, thì tụi bay đã tự thấy xấu hổ bản thân mình chưa hả? Tụi bay yêu mến một người, yêu quý một người mà chỉ vì một cái câu của họ tụi bay phải nhắn tin cho tao giờ sao, lên nội dung sao, em thấy nó sao sao, nó khó chịu cái cách của nhân mặt đồ này kia, tao thấy tự nhiên tao thấy tụi bay nó rẻ rúng quá chừng, thực sự tự nhiên tao thấy tụi bay nó rẻ một cách mà nó tệ mạt luôn, và tao không muốn nhìn mặt tụi bay nữa. Đó là lý do vì sao, mọi người thấy không, trong cái cuộc chơi này, trong cuộc đời này, mình đi mình không bao giờ kết giao với ai, không bao giờ liên hệ bè phái với bất kỳ một tiktoker nào, không chơi với một người sáng tạo nội dung nào, toàn cái thứ nhiều mặt, nó thiệt mọi người luôn á. Quá vụ này mình bực ghê mọi người, một cái câu nói như vậy mà tụi bay đã quay ra, tụi bay quay xe của đồ, nó thiệt cái tầm tụi bay làm gì đủ quá trình mà để nhận thức được đúng sai, làm gì có tư cách để mà quay xe là fan bất kỳ một ai. Tự nhiên mình thấy nó, tụi bay nhắn tin cho tao là tôi thấy từ tụi bay hạ thấp rất nhiều luôn mọi người, mười mấy đứa luôn á nhắn tin cho mình. Trời ơi, tự nhiên mình kêu, ủa tụi bay cái quá gì vậy, tụi bay đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, tụi bay yêu thương một người mà không lẽ bây giờ người ta chỉ vì một câu nói tụi bay quay lưng rồi hả? Tụi bay thấy bà kỳ, tụi bay thấy bà sao sao, tụi bay thấy bà nói vậy không được nhưng mà giờ không biết mình sao, thì tụi bay quay xe đi, hoặc tụi bay vẫn tiếp tục thật. Mà như tụi bay, cái cỡ tụi bay làm gì có cửa mày vì chính nghĩa mà lên tiếng mà ủng hộ bà. Tụi bay cũng sợ coi như là những người yêu quý sư Minh Tuệ nhập tụi bay cũng đâu có dám lên tiếng, nhưng mà rõ ràng tôi là người tôn kính sư Minh Tuệ. Ví dụ sư Minh Tuệ, dù cô Nguyễn Phương Hằng cũng có nói cái gì mà thực sự có những điều không tốt hoặc là điều tốt gì sư Minh Tuệ, tôi vẫn tôn kính. Phàm là người trần mắt thịt, ai cũng còn mang trong mình những cái tội lỗi. Ông Phật ngồi trên kia, ông đã đúng 100% chưa mọi người? Ai cho tôi biết ông Phật đã đúng chưa? Ông cũng phải tu, tu là sửa chứ mọi người nghĩ là cái gì? Họ không sai, không tu, không sửa làm gì trở thành một ông Phật, trở thành một vị thần, vị thánh, đúng không? Chứ đừng có nói gì bà Nguyễn Phương Hằng hay là sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ cũng đang trên cái hành trình tu sửa, đúng chưa? Nội cái việc mà sư Minh Tuệ tu mà nói chung là yêu quái nó ra, lúc đó tôi thấy tôi cũng bực, tôi cũng nói tụi bay bu theo chi? Tôi thấy trước được hết những cái câu chuyện của mọi người. Bu theo chi đem tu, tụi bay bu theo chi ổng? Được chưa? Cha già mẹ đói ở nhà gì mà lo kìa, đúng chưa? Cho nên tôi cũng vậy, tôi ngưỡng vọng sư Minh Tuệ, tôi xem ổng là Bồ Tát sống mọi người. Trên cái hành trình tu tập của ổng đến bây giờ hiện tại, tôi nghĩ ổng là Bồ Tát sống đó. Cảm giác của tôi là như vậy. Ai làm được? Ai bỏ hết thân xác, buông bỏ hết để làm được điều đó, để giác ngộ và để cho chúng ta nhận ra nhiều điều. Và tôi cũng ngưỡng vọng bà Nguyễn Phương Hằng, cũng ai làm được? Ai làm được? Mỗi người đã giúp chúng ta thức tỉnh theo mỗi kiểu. Vậy thì cả hai người chúng ta đều yêu quý, vậy thì bây giờ tại sao chúng ta phải nồi da nấu thịt, gà cùng một mẹ mắc gì cứ đá nhau? Tại sao chúng ta không đoàn kết? Chúng ta để cho những tổ chức, những cá nhân nó có dịp để nó chia rẽ chúng ta. Bình tĩnh lại, được chưa? Bình tĩnh lại, rồi mình chốt lại quan điểm của mình như thế này. Dù bà Nguyễn Phương Hằng có nói sư Minh Tuệ như thế nào, đối với ổng tôi xem là Bồ Tát. Và khi cô Nguyễn Phương Hằng phán xét sai về sư Minh Tuệ, dù cho bị pháp luật xử như thế nào, dù cho miệng đời có quy chụp hoặc là miệng đời lên án như thế nào, tôi vẫn bên cạnh cô để an ủi cô. Tôi không đến trực tiếp, bằng cách tôi sẽ ủng hộ. Tôi đến Đại Nam, tôi thăm, tôi chơi, tôi lại nhìn và nghĩ về những gì cô làm và cuộc đời tôi, những gì tôi đã đi qua, thế thôi. Đó là cái cách tôi yêu thương một người. Tôi đứng từ xa, tôi dõi theo họ. Đã bao giờ ai thấy tôi xuất hiện bên cạnh bà Nguyễn Phương Hằng chưa? Đúng chưa? Thậm chí bây giờ cái tầm của tôi có thể nhờ fan tôi, nhờ những người yêu quý tôi, được chưa? À, nói lên cái tiếng nói của tôi, à, mong muốn được gặp bà Nguyễn Phương Hằng, hoặc là tôi có thể bay vô trực tiếp, tôi mê Đại Nam tôi gặp, mà không, tôi không có nhu cầu, không có nhu cầu gặp. Đó mới gọi là yêu quý thần tượng một người. Thần tượng một người mà làm phiền họ thì đừng nên thần tượng. Thần tượng một người mà coi như là không có ý chí vững vàng, không có quyết tâm, không có chính kiến, đừng nên thần tượng. Thế thôi, tụi bay chỉ là một lũ đi kiếm ăn trên những cái câu chuyện của người khác nha. Nhắc cho những đứa mà làm sáng tạo nội dung trên các nền tảng xã hội, nó là như vậy. Trời ơi, nó thiệt, mấy ngày hôm nay tụi bay nhắn tin mà thấy khó chịu, mình khó chịu thiệt đó mọi người. Cái tại sao lại có những đứa như thế này? Trước giờ mình tưởng nó cũng ok, nó yêu quý cô thiệt chứ. Mới câu nói của cô, nó quay lưng ra, nó nhắn tin cho mình, nó tỏ vẻ lo lắng, băn khoăn. Lo lắng cái gì? Bạn nói không đúng về sự Minh Tuệ, bà chịu trách nhiệm. Thế thôi, chứ tụi bay quay sai cái gì? Vậy thì tụi bay yêu thương bà chưa? Là fan bà chưa? Còn ví dụ những người yêu quý sư Minh Tuệ, và dù bà có nói đúng hoặc không đúng về sư Minh Tuệ, vẫn phải yêu quý sư Minh Tuệ. Tôi cũng vậy, vẫn tôn kính tôn thờ. Nguyễn Phương Hằng cũng vậy, vẫn yêu quý dù bà có nói sai sư Minh Tuệ, bị pháp luật xử lý, tôi vẫn bên cạnh. Chúng ta phải tỉnh táo. Những người yêu quý sư Minh Tuệ hoặc yêu quý cô Nguyễn Phương Hằng hoặc cùng yêu quý hai người phải tỉnh táo, được chưa? Rất nhiều cá nhân và tổ chức nó đang lợi dụng cái này. Thực ra chúng ta ở đây đấu đá với nhau để cho nó đạt được cái ý nguyện của nó luôn.
ý luôn mọi người, ý nguyện của nó luôn, nó muốn như vậy mà. Và chắc gì những đứa đó, những đứa kích đó gọi là những đứa yêu quý sư Minh Tuệ hay là cô Nguyễn Phương Hằng. Không, nó đang phá đó. Mọi người phải hiểu ý mình, chia sẻ video rộng rãi, được chưa? Rồi, video này mình cho mọi người cái cách khi mình yêu quý một ai, phải hết dạ hết lòng. Người Quảng Nam là vậy mọi người, sống có tình có nghĩa, có trước có sau, có thủy có chung, có đầu có cuối, có cội có nguồn, có phải có trái, được chưa? Không có sống phủi bỏ, không sống vô ơn, không thời vụ, không gì hết. Hãy sống như vậy đi mọi người, thử một lần mọi người sống quân tử đi, mọi người sẽ cảm thấy hạnh diện ít nhất là với bản thân mình. Rồi, cuối video clip thì như thường lệ, Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả quý vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi, trong Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín và chất lượng. Tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan nha quý vị. Đó, thì các anh chị ở nước ngoài có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Còn các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ số điện thoại này để đặt hàng Sơn Sàm nha. Đó, thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một vài món thôi ha, vài món. Đó, thì đầu tiên thì xin giới thiệu cả nhà mình cái sản phẩm giảm mỡ Onaka. Đây, giảm mỡ Onaka nha. Đó, sau một mùa xuân lại đến. Đó, thì ăn Tết xong thì ai cũng lên cân lên ký. Đó, mặt mập ra nó full màn hình, cái mặt như cái mặt bàn thấy không? Đó, thì cái nhu cầu giảm cân giảm ký của các chị em rất là cao, đặc biệt các anh mà hay ăn nhậu cũng vậy, đúng không? Thì đây cái sản phẩm này là gì? Viên uống giảm mỡ Onaka nó làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới nè, đùi, eo, mông các kiểu nha quý vị. Rồi đặc biệt cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không làm mình mệt mỏi, không cần kiêng cữ gì hết, chỉ cần sau 9 giờ tối đừng có ăn gì hết nha. Và nếu mình có thời gian thì đi bộ càng tốt. Một liệu trình 4 hộp này nó xuống từ 8 đến 10 kg nha quý vị. Rồi thì một hộp này á là nó có 60 viên, mỗi ngày uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên sau bữa ăn nha. Một hộp thì uống 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này thì nó sẽ uống được 2 tháng và xuống được 8 đến 10 kg nha quý vị, cực kỳ hiệu quả. Một liệu trình 4 hộp này em bán 2.6 triệu, 2.6 triệu một liệu trình giảm mỡ Onaka nha quý vị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm là cái hỗ trợ giấc ngủ GABA. Đây, cái sản phẩm này của Nhật Bản em bán rất chạy luôn. Các cô chú anh chị, những người nào bị mất ngủ nè, đó, bị mất ngủ nè, giấc ngủ lo âu nè, hồi hộp, chập chờn nè, đó, phập phồng lo sợ, cũng như là cái giấc ngủ mình nó không có sâu, đó, ngủ không có được, là nó chập chờn các kiểu, thì đây, cái viên uống hỗ trợ giấc ngủ GABA này nha quý vị. Đó, thì một hộp 120 viên, đặc biệt nó không có cái thuốc ngủ ở trong này, cái thành phần không hề có thuốc ngủ nha. Đó, nó giúp cho mình an thần ngủ được nha quý vị. Rồi, một hộp này 120 viên em bán 1.750.000, 1.750.000 nha. Ok. Rồi, tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo. Đây, đông trùng hạ thảo sản phẩm cực kỳ tốt của Nhật Bản, dành cho các cô chú anh chị nào bị những cái bệnh về thận nha. Thận yếu nè, đó, thận hư nè, phế hư nè, tiểu đêm nè, tiểu gắt nè, yếu sinh lý nè. À, đặc biệt cái này nó hỗ trợ về thận rất tốt, đông trùng hạ thảo. Rồi một hộp 120 viên em bán 2.850.000, 2.850.000 nha quý vị, sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản. Rồi kế tiếp nữa là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật Bản nha. Các cô chú anh chị, những người lớn tuổi, à, những người nào mà bị hoa mắt nè, chóng mặt nè, tê tai, tê chân nè, đó, và đặc biệt là gì, thiếu máu não, đó, thì đây cái sản phẩm này nó hỗ trợ về nó tất cả các vấn đề về não, nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não, đó, nó giải quyết được những cái bệnh như là hoa mắt, chóng mặt, đứng lên mặt xây vòng vòng đó, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha quý vị. Rồi một hộp này 300 viên em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, 300 viên. Rồi cái cuối cùng em sẽ giới thiệu cả nhà mình là đây, cái viên uống trị tóc bạc Komachi. Thì cái này là 100% chiết xuất từ mè đen. Đó, có những người tóc bạc rất sớm, Sơn Sàm làm có bạc, cái này là bạc tốn tiền đây, nhộm đây, ngựa quá nhộm chứ không phải là tóc bạc nha quý vị. Thì có những người thì có mười mấy, hăm mấy tuổi đã bạc rồi, ba mấy cũng bạc, bốn mấy, năm mấy bạc sớm đó. Thì do gì? Do cái máu mình xấu. Thì cái sản phẩm nó cải thiện từ bên trong. Đó, nó làm nó lọc máu này, đó, và nó làm nó cải thiện tất cả những cái chỉ số về máu. Khi mình dùng được khoảng 3 liệu trình, đó, áo quần 1 liệu trình 3 tháng chứ, một gói này uống 1 tháng nha, một liệu trình 3 gói này là 3 tháng, thì bắt đầu cái chân tóc mình nó bắt đầu là nó ra màu đen. Đó, chân tóc mình nó đen nha, mà nó đen rồi thì nó đen rất lâu.
Có người thì uống một liệu trình thì bắt đầu nó đen, cũng có người dùng thứ hai liệu trình nha quý vị. Đó, sử dụng cái sản phẩm này là phải dùng kiên trì, đó, dùng đều nha. Đó, còn muốn đen lẹ thì mua thuốc nhộm gì nhộm. Đó. Thì đây, một liệu trình 3 tháng như thế này là em bán 2,4 triệu nha quý vị. Một gói này nó có 60 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên nha. Đó, gói này uống 1 tháng nè, 3 gói 3 tháng, 2,4 triệu miễn ship. Rồi, ok, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này. Các anh chị mình có thể tham khảo ha. Đó, các anh chị mình có thể liên hệ vào đó để mà đặt hàng. Rồi, các anh chị ở nước ngoài thì liên hệ qua Zalo, Viber. Còn các anh chị ở dưới quê đó, những người không có Zalo, không biết smartphone là gì thì có thể bóc điện thoại trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm đặt hàng nha, cho địa chỉ số điện thoại Sơn Sàm ship tới nơi luôn ha, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán. Rồi, đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không quảng cáo cho ai hết, không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha quý vị. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, kính thưa quý vị, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại trong video sau.